Hello mọi người, mình là Vlog Lộn Xộn nha. Hôm nay mình sẽ quay cho bạn cái clip này. Con này tự nhiên hồi nãy mình thấy ở trên cái cây ấy. Dưới cái cây ấy, nó tự nhiên nó như vậy. Mình cứ tưởng là thằn lằn bình thường nhưng mà về nhà thấy nó xòe cánh ra này. Hình như nó bay các bạn ạ. Nó cắn mình. Mà vài đạn mình không biết có độc không các bạn ơi. Nhận cái Nó bay cắn này. Như thằn lằn bay thôi. Đi rồi. Mình bắt cho bạn ngoài nha. Nó đi kìa. Đi ầm xuống dưới rồi. Đấu phóng luôn. Ma hết hồn. Chạy nhanh quá.